dân miền Tây xin kính chào quý bà con. Quý bà con, hôm nay mình đi xịt thuốc đất nhà bà con ơi. Và mình xịt thuốc cái cử đầu tiên nha bà con cho giống lúa OM18. Và nay cũng 31 32 ngày rồi. Và mình xịt ngừa bệnh nha bà con. Lúa thì mùa này mình thấy là cũng không có bệnh như hồi mấy năm trước bà con ơi. Đây miếng đất 14 công có ký hiệu hàng chuối của mình đây. Thì mình thấy là mùa nay thì nó ít bệnh đó bà con. Nếu mà lúa mà ra tháng mà lá lúa mà như vậy nè, nó sạch trơn nè bà con thấy không, là nó thấy mùa nay nó ít bệnh hơn. Chứ như mấy thợt trước á là nó sẽ bệnh, là bây giờ là thấy nổ bệnh rồi bà con. Và hiện tại có sâu nè, đây bướm nè, con thấy bướm bay đó. Bướm này là sâu cuốn lá bà con, bướm không có chấm, còn mà nó có chấm cái đít á, hai cái cánh á là sâu đục thân. Tại thì mình thấy bướm cũng vài con. Và hôm nay mình sẽ xịt thuốc gì mình sẽ chia sẻ cho bà con. Đây, mình xịt thuốc đơn giản nha bà con ơi, và tiết kiệm. Nếu mà bà con nào muốn mà xịt thuốc muốn tiết kiệm như mình á thì cứ đăng ký theo dõi. Mình sẽ có nhiều loại thuốc mà xịt tiết kiệm đó bà con. Đây, hiện tại thì đây mình lấy thuốc ra mình chia sẻ cho bà con. Cái chai này là còn cũ của bà con nên mình kiếm mấy cái chỗ nào mà phượt lá quá thì mình xịt cho nó sừng lại. Còn đây thì cung cát nữa bà con ơi. Cung cát này là nó khác với cung cát lúa vàng nên lấy cho bà con xem. Đây đầu tiên á mình xịt, tại vì nãy hôm qua mình thấy thì ít. Đầu tiên mình chia sẻ thẻ bệnh đi bà con. Thẻ bệnh là Chizon Sài Gòn nha. Khác với lịch mùa trước mình xài Chizon là Chizon cốm của Đồng Xanh. Mùa nay mình xài Chizon Sài Gòn. Thì Sài Gòn nó rẻ hơn Đồng Xanh mấy ngàn nữa bà con ơi, gần chục ngàn, chục ngàn lắm. Thẻ này có ba mấy ngàn à. Mình xịt được 4-5 bình lắm nên nó rất nhẹ, tính ra một bình có mấy ngàn à. Mình pha vô chai rồi nè bà con, mình mới pha vô chai. Vô thuốc thì mình để vô bọc để mình kiếm chỗ nào mình dục để mình gom là mình đốt á. Hợp chất thì Chizon 750 nha bà con. Cái mấy cái thẻ này nè nó chỉ độ ôm lá đạt lắm bà con. Còn độ ôm của bông thì nó hơi nhẹ thuốc. Nếu mà bà con muốn xịt thì độ ôm của bông nữa thì tăng liều lên. Độ ôm lá thì mình xịt là mình thấy khá đạt á. Chizon Đồng Xanh là mình lúc nhỏ bà con xài mấy cái thẻ này thôi để cho nó nhẹ chi phí á. Còn mua mấy thẻ pin kia 20 mấy ngàn, đồ thẻ bệnh nào á 20 mấy ngàn thì nó mắc lắm bà con. Và thứ hai là sâu là mình dùng là mình tính là xịt sâu mình xịt 3.6 mà bà con. Nhưng mà hôm nay tại vì mình thăm lúa 2 ngày trước á, mình thấy bớm nó không có nhiều. Và hôm nay mình lên thì mình đem theo ngừa thôi, đem theo phòng á, để không khỏi gì lấy bà con, mình đem theo phòng. Và mình thấy nãy mình có quay cho bà con xem đó, là thấy bướm cũng khá là nhiều trên một diện tích nhỏ mà bướm khá là nhiều nên mình xịt 3.6 và cộng thêm nửa thẻ Bifidan Vương nữa bà con. Phần là ngừa sâu đục thân. Hồi nãy thì mình thấy cũng sâu cũng lá thôi. Tại vì bây giờ lúa nó còn non á, lá lúa còn non thì bà con trị sâu nó dễ lắm. Khi mà lá lúa nó hơi bự hơn một chút, cỡ đồng luôn á, cỡ đồng không thôi là sẹt luôn á, là sâu nó bự. Và mình cộng thêm cái thẻ cam cát. Đây, cái thẻ cam cát này là mình xài cam cát Thái nha, chứ không phải cam cát lúa vàng nha. Cam cát lúa vàng nó cũng hay lắm bà con, nhưng mà hay lúc nhỏ thôi. Còn lúc lớn á, là cam cát lúa vàng là bà con xịt vô rồi đi vượt lá. Còn cam cát này nó không có vượt lá nha. Cam cát này thành phần là NPK thôi bà con, chủ yếu là thành phần NPK là nhiều. Đây mình quay gõ thành phần cho bà con xem.
là cái thể công cách này nè, nó giúp cho là cái thân nó mập luôn, giúp cho thân nó mập và nó đẻ nhánh luôn. Hạ phèn cũng khá là rất là hay nha bà con. Cái thể này bà con hạ phèn là bà con cộng cái thể công cách này và cái chai đèn ông ba, lúa mà bà con bị phèn mà phèn mình không phải phèn chết cây nha, phèn chết cây thì mình chỉ một trên mình xịt và mình giải vôi thôi nó mới hạ nổi thôi. Còn ở dưới phèn mà cái kiểu phèn mà nó nằm đó nó không chịu phát á, nó phèn mà nó nằm đó nó không chịu phát thì bà con xịt công cát này cộng thêm đại nông ba vô nữa thì là hai ngày sau là bà con nhìn thấy lúa gõ gạch lắm. Nhưng bà con nhót thì bà con giải phân vô cái là nó sụp, là nó chảy lá luôn. Đầu trên mình đó là bị phèn nó chảy lá luôn bà con. Và mình xịt con cái mình xịt chòm chòm á, mình xịt mấy chòm phèn thôi à. Còn đây là hôm nay là cứu thuốc đầu tiên. Đây cứu thuốc đầu tiên của mình thì bốn thứ này đây bà con. Đây bà con thấy đó, bốn thứ. Tính ra thì một bình cũng không có nhiêu tiền đâu bà con. Này mấy ngàn, này mấy ngàn. Này 10 ngàn. Và cộng thêm cái thẻ này mười mấy ngàn, chia ra làm hai thì thẻ mấy ngàn. Tính ra cũng 30-40 ngàn bà con. 30 ngàn. 30-40 ngàn chứ. Thôi mình sẽ pha thuốc mình xịt, tại vì một tay mình cầm điện thoại và tay mình xịt cái cần 6 thước luôn nên mình không có cầm quay cho bà con xem được nên bà con thông cảm nha. Thôi mình chia sẻ cho bà con thuốc mà rẻ rẻ thôi, chỉ cho bà con thuốc mà rẻ, tuy nó rẻ nhưng mà nó hiệu lực nó không có rẻ như cái giống giá tiền nha bà con, hiệu lực rất cao. Nhiều khi là mấy cái thẻ pin bà con xịt là chưa ấy luôn á. Ở đây là mình xịt đất của mình thì mới xịt cứ này là cứ đầu tiên trị bệnh, còn bên kia là xung quanh là người ta hai cử trên đó bà con. Thôi bây giờ mình xin kết thúc tại đây rồi con, chúc bà con nhiều sức khỏe, hồng lúa chúng mùa bội thu nha, chào bà con.